Công giáo tuần 32 thường niên. Hôm nay ngày 12 tháng 11, Chúa Nhật tuần 32 thường niên, 13 thứ 2, 14 thứ 3, 15 thứ 4, 16 thứ 5, 17 thứ 6, Thánh nữ Elizabeth Hungary lễ nhớ, 18 thứ 7, 19 Chúa Nhật tuần 33 thường niên, kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo huấn số 51, tóm lược Hội Thánh Thánh Thiện. Hội Thánh Thánh Thiện, Thiên Chúa Chí Thánh là đứng sáng lập Hội Thánh. Đức Kitô, phu quân của Hội Thánh, đã tự hiến để thánh hóa Hội Thánh. Thần khí Thánh Thiện làm cho Hội Thánh được sống. Dù bao gồm những người tội lỗi, Hội Thánh vẫn là cộng đoàn không tội lỗi, được tạo thành từ những người tội lỗi. Nơi các thánh, Hội Thánh chiếu tỏa sự thánh thiện của mình. Nơi Đức Maria, Hội Thánh đã thánh thiện trọn vẹn. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 867. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được xây nên để cứu chữa những tâm hồn thông hôi, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ở bên hầu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con cảm tạ Chúa.
toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa từ bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngày hằng sống và hiên trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách khôn ngoan. Sự khôn ngoan sáng tỏ và không bao giờ lu mờ. Những ai yêu mến nó sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó, để tỏ mình ra cho họ trước. Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được khôn sáng vẹn tuyền, và ai tỉnh thức vì nó sẽ chóng được an tâm, vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ mình ra cho những kẻ ấy trong các đường lối, và hết sức ân cần đón tiếp họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao Ngài. Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao Ngài. Một mình Chúa con mãi đời trông, một mình Chúa con luôn khát mong. Tâm hồn con tháng năm mỏi mòn, như đến đai khô cằn trong trời mưa rơi. Lòng con mong chiêm ngưỡng thần nhan, được nhìn thấy vinh quang Chúa thôi. Ân tình Chúa quý hơn sinh mạng, con muốn ca vang lời chúng tụng ngợi khen. Lạy Chúa, Thiên Chúa,
khen Chúa trong suốt đời con. Thầm kêu khấn Chúa thương xót luôn. Đây hồn con sướng vui ngâm tràn, nao thoa trong muôn vàn ơn lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao Ngài. Ngài ra tay thương cứu trợ con, để con vui trong ân nghĩa Ngài. Linh hồn con náu thân trong Ngài, mãi mãi không u hoài chẳng gì nhàn phai. Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao Ngài. Bài chúc thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người. Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này. Chúng ta những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sống lại, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Đức Kitô trên không trung. Và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón Người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu vì đèn
của chúng em đã tất cả. Các cô khôn ngoan đáp lại: e không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến, những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ. Cách đặc biệt, chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn. Trong bối cảnh đó, giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại, ngày Đức Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thế nhưng một cách đặc biệt, giáo hội mời gọi chúng ta hãy nghĩ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta và hãy chuẩn bị cho giây phút trọng đại ấy. Đây là giờ phút mang tính quyết định cho số phận đời đời của chúng ta. Kính thưa anh chị em, Thiên Chúa là cội nguồn và là cùng đích của con người. Bởi đó, cũng như 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể, là những tín hữu Kitô, chúng ta cũng đang đợi Đức Kitô đến với chúng ta vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tin hay không tin, muốn hay không muốn, cuối cùng con người vẫn phải trở về với Thiên Chúa. Thế nhưng cuộc hội ngộ ấy có đem lại cho chúng ta hạnh phúc hay không lại hoàn toàn tùy thuộc vào cách sống trong hiện tại của chúng ta. Chúng ta gieo gì, chúng ta phải gặt cái đó. Chết là một sự thật mà con người phải đối diện với nó. Giàu hay nghèo, thông minh hay đần độn, khỏe mạnh hay là đau ốm, hạnh phúc hay là đau khổ, trước cái chết tất cả mọi người đều bình đẳng. Hơn thế nữa, đức tin còn dạy cho chúng ta biết rằng với cái chết, thời công tội chấm dứt. Có nghĩa là sau cái chết, con người không còn khả năng phạm tội, không còn khả năng tạo lập công phúc, và càng không thể vay mượn công phúc của người khác. Giống như các cô khờ dại hôm nay đã không mượn được dầu khi chàng rể đến. Chân lý này đã được giáo hội khẳng định nhiều lần như sau: ngay sau khi chết, con người được thưởng phạt, và sự thưởng phạt này có hiệu lực vĩnh viễn ngay tức khắc. Hình ảnh cửa phòng tiệc cưới bị đóng lại và các cô khờ dại bị từ chối đã cho thấy tính quyết định của sự chết. Thế nhưng giờ phút vô cùng quan trọng ấy sẽ xảy đến lúc nào thì không ai biết trước được. Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, và cũng có thể là 10 năm hay lâu hơn nữa. Giờ chết của mỗi người mãi mãi là một bí mật.
Chính vì thế Đức Giêsu luôn mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về mà còn gặp thấy tỉnh thức. Như thế sự chết chỉ bất ngờ với những ai không nghĩ tới nó và không chuẩn bị để đối diện với nó. Cái chết chỉ trở thành đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén với trần thế. Trái lại, được suy gẫm mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành người bạn đồng hành hữu ích, giúp chúng ta vượt qua mọi chán trường, vượt qua được mọi bận tâm thái quá, để được bình an, biết mình từ đâu mà đến và biết mình sẽ đi về đâu. Đó phải là thái độ của người khôn ngoan. Trong tất cả mọi sự, người khôn ngoan đích thực luôn nghĩ đến cùng đích của cuộc đời mình và chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết. Như các trinh nữ khôn ngoan, trong cuộc hành trình đi đón Đức Kitô, người tín nữ Kitô không chỉ mang đèn mà còn phải mang dầu đầy bình. Ngọn đèn đức tin của người tín hữu phải tỏa sáng. Thế nhưng muốn đèn được tỏa sáng cần phải có dầu của đức tin, một đức tin được thể hiện bằng đức mến. Yêu thương chính là tỉnh thức để đón Đức Kitô, để được vào tiệc cưới nước trời. Bởi lẽ nước trời hay thiên đàng là nơi duy nhất dành cho những ai đã không ngừng nỗ lực sống yêu thương mỗi ngày. Kính thưa anh chị em, suy nghĩ về cái chết, về giây phút cuối cùng của cuộc đời dưới ánh sáng của lời chúa hôm nay không thể làm cho chúng ta bi quan hay khiếp sợ. Trái lại, đó phải là thái độ của người khôn ngoan. Bởi vì sự chết dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Trước hết, sự chết dạy chúng ta hãy biết sống khiêm tốn. Đừng quá nhiều tham vọng. Một cuộc sống có giới hạn chắc chắn không thể thỏa mãn được tất cả. Kế đến, sự chết dạy chúng ta biết sống siêu thoát, nghĩa là biết tìm kiếm những gì chân thực, bền vững giữa những cái mau qua tạm bợ. Sự chết cũng dạy chúng ta biết tiết kiệm thời gian, bởi vì mỗi người chỉ có một số ngày nhất định để sống. Cần biết tận dụng tối đa cuộc sống ngắn ngủi, lấy cái mau qua để xây dựng cái vĩnh cửu bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ. Và cuối cùng, sự chết dạy chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Vì sự chết sẽ đến bất ngờ. Cuộc đời là một sự chờ đợi. Cần chuẩn bị sẵn sàng và giữ được lòng sốt mến đến cùng. Như vậy, sự chết giúp chúng ta sống trọn vẹn. Và sống trọn vẹn như thế chẳng những không sợ chết mà còn thắng được sự chết. Amen. Kính mời anh chị em đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Rất thân mến, Chúa có thể đến vào lúc chúng ta hoàn toàn không ngờ. Do đó tỉnh thức là việc mà mỗi Kitô hữu cần phải làm thường xuyên cả cuộc đời mình. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh không ngừng nhắc nhở các Kitô hữu cần chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quyết định với Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết cố gắng sống thánh thiện để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đứng trước cái chết, mọi người đều sợ hãi, nhất là đối với những ai chưa chuẩn bị để gặp gỡ Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi Kitô hữu hiểu rằng phải làm thật nhiều việc lành phúc đức
để khi Chúa gọi ra trình diện vào lúc không ngờ, sẽ không bị người khiển trách bất cứ điều gì, trái lại còn được vui hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tỉnh thức trong bổn phận đối với Chúa và tha nhân là những điều căn bản trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn biết tỉnh thức như Chúa đã dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Dầu cần cho đèn thiêng liêng chính là lời cầu nguyện, đồng thời cũng là những việc bác ái yêu thương, như giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết cầu nguyện không ngừng và quảng đại giúp đỡ những ai đói rách bần cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, cuộc sống thường ngày có quá nhiều thử thách gian nan khiến chúng con dễ sao lãng bổn phận tỉnh thức. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con luôn tỉnh thức giữa biết bao phiền toái của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng công vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh,
Chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô chúng con, Đức giám mục phụ tá Giuse, Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 11 năm thành hôn và xin ban ơn bình an, ơn đi xa bình an. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse và Đa Minh nhân ngày giỗ, bốn linh hồn Maria, Phaolô, Luca, Đa Minh, tổ tiên ông bà cha mẹ và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đền này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chi nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao xa, nước Cha chỉ đến, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng Chúa. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhiệt Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời đã xong cho anh chị em đi bình an. Chúa đã dẫn đường chúng con về.